Hôm nay chúng ta sẽ khai giảng một cái khóa học mới. Cái khóa học này có lẽ là chúng ta sẽ nhìn nó ở dưới một cái góc độ nó khá là khác. Cái kỳ vọng của tôi ấy là tôi muốn chúng ta sẽ nhìn nhận các cái vấn đề về thuế ở một cái góc nhìn nó khác, một cái góc nhìn theo chiều ngược lại. Trước đây khi mà chúng ta học những cái lớp ví dụ như là ôn thi lại đi thuế thì chúng ta đang nhìn theo một cái chiều xuôi là cái chiều mà chúng ta bắt đầu từ cái các cái quy định của các cái văn bản luật. Nhưng mà cái khóa học này thì tôi xây dựng theo cái chiều ngược lại, đó là xuất phát từ cái góc nhìn của cái người mà thực sự đang đi làm. Chúng ta sẽ tiếp cận với cả những cái văn bản thuế, những cái quy định, những cái kiến thức của thuế chủ yếu là từ cái góc nhìn của người đi làm, của người thi hành, của người tuân thủ, chứ không không còn đứng ở góc nhìn của người giám sát nữa. Chính vì vậy cho nên là tôi kỳ vọng là cái khóa học này của chúng ta ấy, nó sẽ đem lại những cái lợi ích cho chúng ta sâu hơn. Thế thì để đạt được cái hiệu quả của cái chương trình này thì thứ nhất là chúng ta sẽ có cái thời lượng là 30 buổi. Và với 30 buổi này chúng ta sẽ đi lại tất cả những cái nội dung mà của các cái chương trình đại lý thuế chúng ta đã học. Nhưng tôi sẽ không đi sâu vào quá nhiều chi tiết liên quan đến các cái vấn đề mang tính cơ bản trong các luật thuế, ví dụ như là đối tượng của thuế giá trị tăng, hay là chúng ta sẽ không đi vào những cái định nghĩa về giá trị tăng thêm hay là giá trị của thu nhập, định nghĩa của thu nhập, mà chúng ta sẽ đi chủ yếu vào cái góc nhìn từ những cái người mà chúng ta đang phải tuân thủ. Và do như vậy cho nên là tôi sẽ sử dụng một cái bộ tài liệu nó khác với cả cái giai đoạn trước chúng ta học. Đó là chúng ta sẽ đề cập nhiều đến cái mảng văn bản, mà trong cái quá trình học đại lý thuế tôi yêu cầu chúng ta là chúng ta không sử dụng đến. Đó là cái mảng về tài liệu về về công văn. Để bắt đầu từ cái khóa này thì chúng ta sẽ đi nhiều vào cái tư liệu là công văn để chúng ta phân tích cái được, cái không được của công văn. Và từ đó ấy, thì chúng ta sẽ đánh giá, chúng ta sẽ có những cái nhãn quang về nghề liên quan đến cái vai trò, cái vị trí và những cái giá trị pháp lý của cái văn bản hướng dẫn là công văn. Nhưng dưới một cái góc nhìn phản biện, tức là chúng ta luôn luôn giữ được một cái thái độ hoài nghi nghề nghiệp đối với cả công văn, bởi vì đây là một cái điểm rất yếu của kế toán, đặc biệt là kế toán thuế. Trong cái quá trình mà chúng ta làm việc hàng ngày ấy, thì chúng ta sử dụng đến công văn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta lại không có một cái tư duy phản biện cho những cái công văn đó. Thế chính vì vậy cho nên là trong cái khóa học này thì tôi cùng với cả mọi người sẽ nhìn nó từ góc nhìn đó. Và để cho cái khóa học của chúng ta nó hiệu quả thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những cái vấn đề chúng ta vướng mắc hàng ngày Lỗi cái dùng lỗi thông qua cái bộ tài liệu là công tự văn. báo mình. Và cho cái nội dung của chúng ta nó sôi nổi thì ngoài cái nguồn tư liệu mà tôi đã tập hợp được trong cái quá trình mà tôi làm việc về công văn ấy, thì nếu như mà ai có những cái công văn nào mà chúng ta cảm thấy rằng là nó
nó có một cái vấn đề gì đó. Đó. Thì chúng ta cũng mạnh dạn chia sẻ để chúng ta cùng nhau phân tích liên quan đến cái chủ đề mà mình đang làm việc nhé. Thế thì cái bố cục của chương trình thì bao gồm có chúng ta sẽ qua các cái chủ đề. Đầu tiên là liên quan đến luật quản lý thuế. Tôi sẽ đi vào cái nhóm đầu tiên. Cái chuyên đề đầu tiên là cái nhóm về chuyên đề về luật quản lý thuế. Đây có lẽ là một cái nội dung mà kế toán nhà mình, đặc biệt là những người thực thi ấy, chúng ta rất ngại tiếp xúc với nó. Cho nên là thường khi mà chúng ta làm việc ấy, thì chúng ta không chủ động tìm hiểu, mà thường chúng ta tiếp cận với nó với một cái cách thức nó khá là bị động. Tức là chúng ta có thể là chỉ có hỏi nhau thôi, đúng không? Tìm hiểu những cái tình huống đó ở những cái vướng mắc đó ở trên cái môi trường điện tử, mà hoàn toàn là chúng ta không tiếp cận nó dưới góc nhìn một cách hệ thống. Cho nên là tôi sẽ đưa cái nội dung này lên đầu, bởi vì nó quyết định trực tiếp đến cái chất lượng mà chúng ta làm việc tại doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những người mà hiện nay đang tư vấn thuế ở doanh nghiệp đại lý thuế. Và những người mà ở doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta chịu trách nhiệm là lập các cái quyết toán cái thu nhập doanh nghiệp, các cái tờ khai liên quan đến cái sắc thuế, thuế giá trị tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hay là thuế thu nhập cá nhân. Cho nên là khi mà chúng ta tiếp cận nó với một cái góc nhìn nó hệ thống ấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái quan điểm của cái người xây dựng luật về một cái biện pháp giám sát các cái doanh nghiệp thông qua cái việc chúng ta tìm hiểu các cái chính sách về 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 quản lý thuế. Nó sẽ chỉ ra cho chúng ta những cái góc nhìn mà là khá là quan trọng theo cái đánh giá của tôi. Cái chuyên đề thứ hai mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là liên quan đến vấn đề về thuế giá trị tăng. Thì đối với thuế giá trị tăng thì chúng ta cũng sẽ không đi từ góc nhìn của luật, mà chúng ta đi theo cái góc nhìn như ban nãy tôi nói là của người thực thi ấy, thì chúng ta sẽ tiếp cận nó bắt đầu từ cái việc là phân tích mổ xẻ cái kết quả làm việc của chúng ta, đó chính là cái tờ khai thuế giá trị tăng. Theo cái quan điểm, cái góc nhìn của tôi ấy, thì đối với cả thuế giá trị tăng thì hiện nay chúng ta thực hiện các cái tờ khai thuế giá trị tăng nó cũng khá là máy móc. Để giải quyết được cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ phân tích các cái vai trò của những cái chỉ tiêu, các cái cách mà chúng ta lập các cái chỉ tiêu của cái tờ khai thuế giá trị tăng, và từ đó nó chỉ ra cho chúng ta thấy cái vai trò của cái tờ khai thuế giá trị tăng, và số liệu của nó sẽ liên quan đến cái việc đánh giá của cơ quan thuế khi mà họ nhận những cái tờ khai đó của chúng ta như thế nào. Đó. Sang thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta cũng tiếp cận dưới góc nhìn như vậy, tức là chúng ta cũng bắt đầu đi từ cái việc là phân tích các cái chỉ tiêu liên quan đến cái tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Với cái cách làm như thế ấy, thì chúng ta sẽ tiếp cận vấn đề một cách tường minh hơn. Thì đó là cái phương pháp, cái định hướng mà chúng ta sẽ triển khai đối với cả cái khóa học này. Cái đối tượng của cái khóa học này ấy, thì tôi đang đặt nó ở một cái mục tiêu khác. Đó là chúng ta sẽ phải có những cái kỹ năng làm nghề nó sâu hơn. Vì vậy cho nên là cái đối tượng của cái khóa học này tôi cũng đặt ra một cái yêu cầu nó cũng khá là cao, tức là những cái người mà sau khi đã đỗ chứng chỉ đại lý thuế, hoặc là những người mà đã làm tại doanh nghiệp mà về cái công tác thuế ấy, là nó đã phải có những cái thời gian trải nghiệm nó cũng tương đối, thì lúc đó cái kiến thức mà chúng ta trao đổi với nhau trên lớp
thì nó mới có thể là đem lại cái hiệu quả nó cao được. Thế tiền thân của cái lớp này ấy, thì tôi rút kinh nghiệm của cái khóa mấy cái khóa học đại lý thuế gần đây, trong khoảng 2-3 năm trở lại đây ấy, thì các cái khóa học đại lý thuế của tôi thì thường tôi tổ chức nó khá là ôm đồm tức là nó vừa mang cái mục tiêu là để cho những cái người ôn thi đại lý thuế người ta thi đỗ, nhưng lại kèm cả một cái mục tiêu quan trọng hơn cả, đó là giúp cho chúng ta nâng cao cái kiến thức về nghề của chúng ta. Nhưng mà xét thấy rằng là nếu như mà cứ làm như thế thì có thể nó sẽ có những cái hạn chế. Hạn chế thứ nhất là cái thời gian của những cái khóa học đó nó rất là dài. Vừa rồi những cái khóa học đại lý thuế mà gần đây nhất ấy, thì khóa nào nó cũng rơi tầm vào khoảng 40 buổi. 40 buổi. Là bởi vì sao? Bởi vì là vừa phải đảm bảo cái yêu cầu của đi thi, lại vừa phải đảm lại vừa muốn là học viên có được cái kiến thức cao nhất về thuế. Cho nên tôi vẫn nói với cả mọi người là cái lớp đại lý thuế là cái lớp mà tôi dành cái tâm huyết và cái đầu tư nhiều vào đó nhất. Nhưng mà nó dẫn đến cái giới hạn là những cái người người ta muốn là để đi thi ấy, thì cái khoảng thời gian mà 40 buổi nó lại quá dài để mà người ta có thể tập trung vào người ta ôn thi. Thế còn cái người mà muốn là học để mà làm thực sự thì lại bị vướng bởi cái việc là những cái buổi mà chữa bài tập, những cái buổi mà hướng dẫn cho chúng ta những cái kỹ năng đi thi thì cái đó lại không phải là mối quan tâm của những cái người mà người ta tham gia để mà biết về kiến thức. Chính vì vậy nên là tôi tách nó ra thành hai cái chương trình. Hiện nay là tách ra là thành hai cái chương trình. Chương trình đại lý thuế thì tôi sẽ co gọn nó lại chỉ là đúng 21 buổi và để giải quyết cho mọi người có một cái kiến thức đủ để đi thi. Và cái thứ hai là cái kỹ năng mà chúng ta giải quyết trong phòng thi thôi. Thế còn toàn bộ cái tâm huyết của tôi thì tôi sẽ dành cho cái lớp này. Đấy. Cho nên là nói như thế để cho chúng ta thấy rằng là cái lớp này sẽ là cái lớp mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu rất sâu những cái vấn đề cần thiết để chúng ta có thể làm việc được ở doanh nghiệp, tiếp xúc được với cả văn bản, thấy được các cái vai trò, các cái ý nghĩa và cách mà chúng ta vận dụng đối với cả mỗi loại văn bản khi mà chúng ta cầm cầm nó ở trong tay. Đấy. Thì đó là cái tôi nói sơ qua cái buổi ngày hôm nay khi mà chúng ta bắt đầu khai giảng cái khóa học này thì để cho chúng ta nắm vững cái mục tiêu của chúng ta sau khi mà chúng ta kết thúc được cái khóa học này thì chúng ta có được cái gì? Có được một cái kỹ năng, có được một cái kiến thức đủ sâu để chúng ta giải quyết được tất cả mọi vấn đề mang tính trọng tâm nhất, mang tính cơ bản nhất đối với cái nhiệm vụ của một kế toán thuế tại một doanh nghiệp, hoặc là khi chúng ta đi tư vấn, chúng ta làm đại lý thuế cho các cái doanh nghiệp thì chúng ta đảm bảo cái chất lượng tư vấn của chúng ta đối với cả các cái hợp đồng mà chúng ta ký với khách hàng nhé. Cho nên là cái thời gian của chúng ta nó cũng khá là dài, 30 buổi. Khi mà đặt ra cái mục tiêu này, cái thời gian như thế thì anh em tôi cũng bàn với nhau rất kỹ. Bây giờ mà cũng có những ý kiến phản bác là bây giờ mà để mà một người họ sẵn sàng họ bỏ thời gian ra, họ đi học 30 buổi, mỗi tuần 3 buổi, tức là phải 10 tuần. 10 tuần tức là gần 3 tháng, 2 tháng rưỡi. Đó. Thế là còn chưa kể là chúng ta sẽ có những cái lúc mà chúng ta việc đột xuất hay là cái gì đó, cái thời gian nó có thể nó kéo dài hơn. Thì để một người bỏ ra 3 tháng mà đi học thì nó cũng sẽ là một cái cân nhắc rất là khó đấy, đúng không? Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là với cái kiến thức của thuế
thì 30 buổi cũng chưa thể nào mà chúng ta tìm hiểu được hết tất cả những cái vấn đề, đặc biệt là trong phần về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì tôi có đưa vào thêm một số các cái chuyên đề, đi sâu vào một cái số các cái chuyên đề, ví dụ như là chuyên đề về giao dịch liên kết, hay là chuyên đề về 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 thuế hoãn lại, đi sâu vào cái đó. Bởi vì cái đó là cái đảm bảo cái chất lượng của cái báo cáo tài chính cũng như là cái quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ấy. Thì để mà đảm bảo được cái chất lượng của các cái chuyên đề đó thì đòi hỏi là chúng ta sẽ phải có đủ thời gian để mà chúng ta tìm hiểu kỹ về nó, mọi cái ngóc ngách, mọi cái khía cạnh của nó. Vì thế cho nên là tôi vẫn quyết định là xây dựng cái chương trình này ở cái thời lượng là 30 buổi. Hy vọng rằng là chúng ta có đủ cái sức khỏe, bố trí được đủ cái thời gian để cho chúng ta theo cái chương trình cho nó hiệu quả. Chứ thực ra ấy, thì tôi vẫn giữ một cái quan điểm ngay từ đầu khi mà tôi bắt đầu bước chân vào cái mảng đào tạo này, đó là khi mà chúng ta đã đến với nhau, có duyên gặp nhau, thì cố gắng làm sao để đưa lại cho nhau những cái giá trị nó cao nhất, những cái kinh nghiệm thực tế trong cái quá trình mà tôi đi tư vấn, tôi đi làm kiểm toán, tôi đi soát xét các cái báo cáo của các doanh nghiệp, tôi đưa vào cái nội dung của cái chương trình này, để làm sao chúng ta khi mà kết thúc khóa học, chúng ta không cảm thấy rằng là chúng ta bỏ tiền bỏ thời gian ra một cách vô ích. Thì đó là cái nguyện vọng, cái tâm huyết của tôi dồn ở cái lớp này. Đó. Thế còn